Ok, bây giờ thử thách của anh rất là đơn giản dành cho Phát thôi, vì anh rất là yêu thương em. À, em út trong nhà. Thôi anh bớt yêu thương đi. Không, trời ơi em ơi. Mỗi lần mà anh yêu thương sao anh xé mạnh hơn xíu. Không. Bây giờ nè, anh nghe xong cái đơn giản à. Nhiệm vụ của em chỉ đi mua cho anh một chai nước suối thôi. Dạ. Ừ. Nước suối nè. Đúng rồi. Thử thách đơn giản. Cái đó không bao giờ thử thách được. Cho nên anh mới thêm chút là trong vòng. Phải không? Muốn suối thôi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà trong vòng 1 phút. Em 1 phút. Đúng rồi, em là người tốc độ mà. Thì cái đường này thì kiểu gì cũng phải có quán bán nước rồi chứ đúng không? Ủa mà giờ anh gần ngay giữa đồng không mong bệnh vậy kêu shop đâu mua. Trời ơi, tôi dừng ngay khu phố văn hóa biệt thự không à. Ngay công ty xây dựng, công ty thiết kế được không? Kiểu gì qua đây cũng phải có, thì bây giờ hên xui. Hên xui chứ đúng không? Thì bây giờ đó trong vòng 1 phút mà không lẽ em mua không được. Chơi không? Thắng được gì? Thắng có thưởng không? Có thưởng. Ok, được chơi. 1 phút đúng không? Được. Thua cũng có thưởng. Ok. Rồi. Nhưng mà ê, cái khu này đúng là toàn là khu biệt thự với khu nhà ở không. Mà làm gì có nước suối bán. Sao không bán? Họ ở đây họ mua nước suối mà. Ok. Quên đi con. Đừng dẫn que shop tao mua. Chạy đi, đi kiếm đi. Run. Không bao giờ kiếm ra đâu. Ủa ông dừng nguyên cái con đường dán que vậy là shop đâu mua nước suối. Mình chỉ có 1 phút thôi nha, mình chỉ có 1 phút thôi đó. Shop tiền lại đâu, anh muốn suối á. Ok, cảm ơn. Đây có cái số tiền lại nào cách đây khoảng cây số. Hả? Cách đây khoảng cây số. Còn bao nhiêu phút vậy? Đó, còn bao lâu vậy? Gần hết giờ, còn có 10 giây à. Không có một cái shop nào luôn. Hết giờ rồi anh ơi, có nhưng mà hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Mới giờ tìm đến quán cà phê. Còn được giây nào không? Nope. Hết giờ rồi. Mình đã chuẩn bị luôn cho Lê Minh Phát một món quà rất là ý nghĩa các bạn. Là bánh mì rất là nhiều ớt và nước đắng nha. Hứa hẹn sẽ rất vui đây. Đã nói rồi, ông thả ngay cái chỗ đồng không mong quạnh, kiếm đâu ra cái shop. Số rồi. Bây giờ về lấy phần thưởng thôi. Ủa, lấy gì? Thử thách. À, thử thách. Sao Phát? Ủa? Không có hả? Ủa số kỳ vậy ta? Anh gần cái chỗ này, chạy 8 cây số rồi. Bán kính vòng này không có một cái shop nào luôn. Ủa? Có, không có cà phê. Em tiếp được rồi. Mà sao? Vừa tới luôn. Cách giờ. Ủa vậy hả ta? Mà cái quán nó cũng nghỉ. Thôi, thôi, lên xe, anh có quà cho em, không cần đâu. Ok, trời ơi, em ơi, anh đâu có biết đâu. Anh không hề biết là quán đây nó không có nước suối. Really, nigga? Thiệt luôn á. Sao em thở như vậy Phát? Ủa? Sao em thở như vậy Phát? Nghe em tưởng em mới đi chạy bộ về. Giống như mới đi chạy dài thi đấu về. Anh chờ em nửa tiếng đồng hồ luôn á Phát. Anh nói có 1 phút mà sao em chạy nhiệt tình quá vậy. Cái anh camera kêu hết giờ rồi mà em chạy hoài, em chạy theo em hoài luôn á. Tội nghiệp. Tội nghiệp các em quá. À, bây giờ vậy. Bây giờ là coi như là vì em quá nhiệt tình. Không. Cho nên có phần thưởng luôn ha. Có phần thưởng luôn. Hay vậy. Wow. Bánh mì. Ăn đi em. Ăn đi. Ê, anh biết. Cái này theo gọi là theo dinh dưỡng học, người ta đang mệt mà đưa anh mì là bắt nghẹn chết nha anh. Ăn đi em. Nó nằm trong combo của một cái thử thách đó. Mình đã ăn nuốt nước miếng luôn á trời. Mình mua hôm qua đúng không anh? Không, mới mua rất kỳ luôn á. Cái bánh nó cũng hơi dai đó. Bánh nó dai vì nói chung là sức bền của em tốt mà bánh nó phải dai. Ê, ăn. Nói mình hình như không có thịt nha, có ớt không nha. Có thịt chưa?
Sao vậy phát? Đất không à? Chết. Bây giờ cay quá. Có cay không phát? Có xuống không? Cho xe có xuống không? Không có nước để nói em đi mua đó. Giỡn quá anh. Tào lao cái quay cái đó đi mua là thử thách thôi đúng không? Còn trên xe anh phải có nước suối cho khách mời đâu chứ. Không có nước suối. Khùng quá. Nhưng mà anh có cái nước này cho em. Nước này em uống mát rồi nước suối. Hết cay rồi. Đây, uống đi. Xăm cái gì vậy? Xăm. Thầy Phát. Thầy Phát. Cà phê không có đường. Đắng ngắt à. Ủa. Ủa gì hả? Chết rồi. Bây giờ làm sao? Bây giờ để anh trả em vô bệnh viện cấp cứu liền nha. Anh ngừng luôn đi. Anh thả em vô shop tiền lợi mua nó xuống muốn ngay. Không thấy cái shop tiền lợi đâu luôn. Chết rồi, em có sao không Phát? Hết rồi. Ê, ủa sao tao có nước suối thì cũng hả? Ây da, cái kè nó vô con. À, rồi chạy đi cái nước suối cho. Ủa, em thấy nãy giờ đi qua mấy cái shop rồi đó. Không có. Qua mấy shop, anh cố tình không nhắc, không tát, không tấp vô đúng không? Không, anh không. Thả em xuống đi, em đi xe, em đi rap. Không, đi. Thả xuống đi. Từ. Quẹo đây cái có nè. Thả xuống rồi em đi rap qua shop mua ngay. Đây, đây, đây.